Sau đây em sẽ phân tích 8 câu thơ trong bài thơ Tây Tiến của Quang Dũng. Trước tiên em sẽ đọc 8 câu thơ này. Tây Tiến đoan binh không mọc tóc, quân xanh màu lá giữ oai hùng, mắt trừng gửi mộng qua biên giới, đêm mơ Hà Nội dáng kiều thơm, rải rác biên cương mô viễn xứ, chiến trường mô viễn xứ chẳng chiến trường bi chẳng tiếc trời xanh, áo bao cái kiếu ánh dây đất, sông mã gầm lên khúc độc hành. Nội dung của 8 câu thơ này đó là khắc họa hình tượng người lính Tây Tiến, đó là một bức tượng đài nghệ thuật gồm vẻ hào hùng và vẻ hào hoa. Hai câu thơ đầu là khắc họa hình tượng chân dung người lính Tây Tiến đoan binh không mọc tóc, quân xanh màu lá giữ oai hùng. Trong hai câu thơ này đã nói lên thứ nhất đó là trong ký ức của Quang Dũng thì Tây Tiến được xuất hiện là một đoàn binh không mọc tóc. Không mọc tóc được hiểu đó là những người lính Tây Tiến phải tự nguyện cạo trọc đầu để phù hợp với cuộc sống khó khăn khám khổ ở núi rừng Tây Bắc, núi rừng thiên nước độc. Và đồng thời không mọc tóc cũng có thể hiểu đó là hậu quả của những trận xuất rét rừng mà những người lính chiến sĩ Tây Tiến phải trải qua. Đầu tóc họ bị rụng hết và họ được gọi là anh về trọc. Ở trong đồng chí của chính hữu có nói đó là anh với tôi biết từng cơn ớn lành, sốt đúng người, vâng trán ướt mồ hôi. Thơ của Quang Dũng khi viết có cảm hứng bi tráng ở trong những người lính Tây Tiến, dù ốm nhưng mà họ không yếu, họ đã tư thế bị động là tư vì dù cho là có ốm yếu, có bị sốt rét rừng nhưng mà họ lại chuyển sang thế chủ động, đó là họ đầy mạnh mẽ, kiêu dũng và ngang tàn. Ở ngoài hình tiếp theo đó là quân xanh màu lá giữ oai hùng. Quân xanh màu lá được hiểu đó là những tấm áo màu xanh của những người lính họ ngụy trang, nhưng nếu đặt ở trong mạch vận động ở toàn bài thơ và đặc biệt là trong 8 câu thơ này thì quân xanh màu lá được hiểu đó là những nét mặt nhợt nhạt, gầy gò, ốm yếu vì những trận sốt rét rừng, vì cuộc sống quá khám khổ. Nhà thơ Tố Hữu đã từng viết ở trong thời kỳ kháng chiến chống Pháp đó là giọt giọt mồ hôi rơi trên má anh vang nghề. Tuy nhiên ở trong bài thơ Tây Tiến, dù người lính có ốm yếu, dù có bệnh tật nhưng mà họ vẫn trẻ trung, năng động và họ tràn đầy sức sống. Họ vẫn giữ một nét oai nghi và kiêu dũng của những chúa tể sơn lâm, Ở trong câu thơ này đã sử dụng nghệ thuật đối lập quân xanh màu lá giữ oai hùng. Quân xanh màu lá đối lập với giữ oai hùng, dù họ có ốm yếu thì họ vẫn giữ được nét kiêu dũng của họ. Bức tượng đài của những người chiến sĩ Tây Tiến không chỉ có vẻ đẹp uy nghi, hào hùng, ngang tàn mà họ còn có những tâm hồn hào hoa lãng mạn, đó là tiếp thể hiện ở hai câu tiếp theo: mắt trừng gửi mộng qua biên giới, đến mơ Hà Nội dáng kiều thơm. Mắt trừng là ánh mắt mở to ngơi lên ý chí chiến đấu, khát vọng chiến thắng của người lính. Câu thơ đã khắc họa nét đẹp lãng mạn trong tâm hồn người lính. Bên cạnh lý tưởng chiến đấu và khi trái tim của người lính còn dành một chỗ để mơ Hà Nội dáng kiều thơm. Khi mà hình ảnh dáng kiều thơm gửi lên cả vẻ đẹp, cả sắc hương, cả vóc dáng yêu kiều của những cô gái đất thủ đô thì đã trở thành nỗi nhớ của những người lính xa nhà. Nhà thơ Vũ Quân Phương đã từng nhận xét về hai câu thơ này: hai câu thơ chứa đựng cả hai thế giới của mộng và thế giới của mơ, của nghĩa chung, của lý tưởng và
cả của tính riêng. Đã từng có một thời gian thì hai câu thơ này đã bị lên án rất nhiều vì nó mang tính chất của tiểu tư sản và không phù hợp với lý tưởng chiến đấu của những người chiến sĩ lúc bấy giờ. Nhưng thời gian đã chứng minh rằng hai câu thơ này đã thể hiện tính chất riêng của những người lính, dù họ có lý tưởng cầm chặt tay súng và có cả dù họ có lý tưởng ý chí kiên cường cầm chặt tay súng thì họ vẫn luôn hướng về những người thân yêu của mình và luôn hướng về quê hương. Như trong đồng chí của chính hữu đã nói, giếng nước cốc đá nhớ người ra lính. Sau bức chân dung về người lính Tây Tiến thì bốn câu thơ tiếp theo đã nói lên trực tiếp về sự hy sinh của người lính. Rải rác biên cương mô viễn xứ, chiến trường đi chẳng tiếc trời xanh, áo bao thay chiếu ánh về đất, sông mã gầm lên khúc độc hành. Câu thơ rải rác biên cương mô viễn xứ đó làm gồm nhịp ngắt 4-3 khiến cho câu thơ rơi vào trọng tâm là chữ mô. Trong toàn bộ toàn thơ thì sử dụng rất nhiều từ Hán Việt, những câu thơ này chữ mô lại là sử dụng từ thuần Việt. Tác giả không sử dụng từ mô là từ Hán Việt mà sử dụng từ mô để miêu tả, để khắc họa chính xác thực tế của chiến trường khốc liệt ở của người lính Tây Tiến. Họ đã ngã xuống trong những bước hành quân và họ chỉ được trốn cất vội vã của đồng đội mình, trốn cất vội vã và những người đồng hành thì xót lòng để bàn mình ở lại trên những nấm mô hoang lành, hoang vu và hiu hắt bên đường. Các từ Hán Việt cũng xuất hiện liên tiếp bởi đoàn binh biên giới, với đoàn binh biên giới gồm biên cương, biên sứ, biên sứ, biên sứ, độc hành, khiến sự hy sinh của người lính được đặt trong một tâm thế trang trọng và uy nghi, và tạo nên tâm thế ngưỡng mộ tôn kính cho người đọc. Tây Tiến là một trong những tác phẩm nói lên trực tiếp thực tế của cuộc chiến tranh khốc liệt về sự hy sinh của người lính, thậm chí bằng những câu thơ gợi nỗi bi thương đau xót. Họ đã ra đi là những chàng trai trẻ 18 đôi mươi, nhưng hiện tại một trong số họ chỉ còn lại những nấm mồ trải dọc rải rác biên cương của Tổ quốc. Tuy nhiên Tây Tiến ở đây bi mà không lụy, ảm đạm mà không biểu mềm, chẳng bi tráng, đã trở thành ấm hưởng tự đạo của toàn bộ bài thơ. Những mất mát hy sinh của những người lính đem lại cảm giác ngập ngùi cho người đọc, nhưng đã nhanh chóng thay thế năng câu thơ tiếp theo, đó là chiến trường đi chẳng tiếc trời xanh, đó là quyết tử cho Tổ quốc quyết sinh. Câu thơ tiếp theo, áo bao thay chiếu ánh về đất, bằng cảm hứng lãng mạn đã khiến cho câu thơ nói về phút hy sinh của những người lính trở nên bi tráng. Những tấm áo ở đây là những tấm áo bao sơn rách, những tấm áo ở đây là những quân phục sơn rách đã biến thành những tấm áo bao trang trọng ôm lấy những người lính khi mà về nơi ăn nghỉ cuối cùng. Bản thân tác giả đã từng kể khi những tử sĩ nằm xuống thì họ không đủ manh áo để liệm. Tác giả đã thay thế áo bao, tác giả đã thay thế chiếu sang áo bao làm mượn cách nói của thơ trước đấy để an ủi đồng đội. Đồng chí ngã xuống, họ đã vượt lên trên hiện thực của mình, vượt lên trên hiện thực khắc nghiệt của chiến tranh, và Quang Dũng đã dành cho những đồng chí những tấm áo đẹp đẽ nhất, trang trọng nhất để làm dịu bớt đi nỗi đau của những người lính, và đồng thời hàm chứa trong đó là những sự biết ơn và ngưỡng mộ thanh kính. Nó đã tạo nên một phút nghiêng mình tiến đưa đầy trân trọng. Nghệ thuật nói giảm nói tránh ánh về đất
không chỉ làm dịu nhẹ nỗi đau mà còn thể hiện được nhiều tâm nghĩa. Đó là về đất có nghĩa là trở về với quê hương, về đất mẹ. Những các anh đã từ biệt gia đình quê hương để đến với miền cương xa xôi của Tổ quốc với lý tưởng cách mạng. Nay các anh đã ngã xuống thì quê hương Tổ quốc lại mở lòng mình để đón nhận những người con trở về. Ấm hưởng bi tráng còn tiếp tục gửi ra từ hình tượng người chiến sĩ Tây Tiến được đầy lên đỉnh điểm ở trong câu thơ kết đoàn: sông mã gầm lên khúc độc hành. Sông mã xuất hiện ngay từ đầu câu thơ là một tiếng gọi, nhưng ở cuối kết đoạn gần cuối thì sông mã lại xuất hiện với tiếng gầm: sông mã gầm lên khúc độc hành. Sông mã là một biểu tượng của miền Tây, của Tây Tiến, nghệ thuật nhân hóa trong từ gầm lên đã thể hiện trọn vẹn tính chất dữ dội trong cung bậc cảm xúc, vừa đau đớn, vừa phẫn uất, vừa tiếc thương và vừa cảm phục. Khúc độc hành là khúc ca hào hùng thay lời thiên nhiên trời đất của núi sông để tiễn đưa những người con yêu quý vào giấc ngủ ngàn vàng. Và câu thơ khép lại toàn bộ đoạn thơ 8 câu thơ với cảm hứng đầy bi tráng và đầy lãng mạn đã làm nên một bức tượng đài về người lính có 102 trong nền văn học Việt Nam. Trên đây là phân tích của em về 8 câu thơ trong bài thơ Tây Tiến của Quang Dũng. Đây là lần đầu tiên em quay video và nhận thử thách của chị. Trong quá trình phân tích thì em có nói lắp và vẫn chưa được trôi chảy, thì mong chị hãy bỏ qua và nhận xét để lần sau em sẽ rút kinh nghiệm.